bị thiên nhiên nó còn yêu đời. Hello mọi người, đây là vô mướn trước khi vô trung tâm nha. Chị Lan bạn tốt quá. Siêu đẹp luôn. Bị tới chưa? Mày đáng phải bỏ quên thôi nha. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại là nhóm tiểu đội chính của tụi mình là chuẩn bị sẵn sàng để ra trực ban ngày đầu tiên nha mọi người. Trực ban ngày đầu tiên? Không phải là trực ban mà tụi mình sẽ đi quét rác dọn, ở dọn vệ sinh. Đúng rồi. Đây là khung cảnh ở phòng của tôi nè. Mình sẽ đi lấy chổi nha mọi người. Bây giờ là hành trình tụi mình đi dọn rác, dọn vệ sinh. Mình lấy chổi nha mọi người. Chổi quay vlog đấy. Ủa nó làm YouTube lấy cái đồ hút rác luôn à. Đây đồ hút rác đây. Ủa hay. Xin chào. Đây là tiểu đội trưởng của tụi mình. Cầm đi. Thôi mà bạn Kim Quyên này. Mọi người đang rất là nhiệt huyết để quét đúng không nha mọi người. Đây là chuẩn bị có lớp học nha mọi người. Tụi mình vừa dọn xong thì đã có lớp học. Đây là chỗ để ném lựu đạn là thao trường mọi người. Đây là Y Nhi nè mọi người ơi, ở đây siết khỉ nè. Tụi mình đã gom rác sâu rồi nha mọi người. Nên hai bạn đang gom rác. Đây là có lớp đèn học nè. Ở đây có rất là nhiều muỗi nha mọi người, nó cắn tôi nè. Đây nó đang hốt à. Rất là nguy hiểm. 3-4 đốt. Mọi người dọn thì nên bận đồ này kia đầy đủ nha. Như tôi hả? Như đây là ví dụ điển hình. Chào tất cả mọi người, là tụi mình nãy giờ đã dọn xong thì tụi mình phải đi lấy rác, đi ra chỗ mà tụi mình còn dục tụi phải trả lại mình. Uyên Nhi, Vân Nhi, hello mọi người đi nè. Hello mọi người. Hello. Ê, sao ta cục đi thui vậy? Bên kia là mấy bạn của tiểu đội 8. Hello mọi người đi mọi người. Hello mọi người đi. Đây là đây là chỗ mà tụi mình còn dục rác. Làm sao cái chỗ dạy tập bắn rồi nằm nha mọi người. Hiện tại là trời khá là nắng mà tụi mình vẫn cực lực làm. Đây là bữa đầu tiên của tụi mình khi bước vào khu quân sự. Mọi người muốn tìm bãi rác ở đâu thì mọi người hãy đi vào khu đường này, nó nằm ở đây. Nắng quá, khi tụi mình làm xong thì tụi mình sẽ lại đây là của các bạn nha. Nhỏ đó hay té thiệt nha. Hello mọi người đi. Hello. Mấy bạn sẽ được lên YouTube của Kim Quyên. Hello mọi người đi. Đây là tụi tiểu đội nam. Chơi tao vô rác dưới đây được không? Không. Bọn mình đã. Ủa sao tụi mày khỏe đây hả? Rác mà. Tao đi chơi không trời. Tao đây. Đây là khung cảnh em nha. Cái sự có mặt của ba CRV á là kiểu như cái gì